Sau găng giản mỹ nhân chuyển giới Vis, toàn nhan sắc đáng nể, body sexy, gây chú ý nhất là màn lột xác của Linh Ly. Lâm Khánh Chi. Sau khi kết hôn, Lâm Khánh Chi lui về hậu trường để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình và ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên mỗi khi có dịp khoe nhan sắc hoặc diện những trang phục bó sát, cô vẫn khiến không ít người phải đổ dồn sự chú ý. Có thể nói, dù đã chạm ngưỡng 42 nhưng Lâm Khánh Chi vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, số đo hình thể cực chuẩn. Ở ngưỡng tuổi 40, Lâm Khánh Chi vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ, xinh đẹp. Lâm Khánh Chi sở hữu body quyến rũ không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong Vis. Người đẹp có thể cân, tất cả các thể loại trang phục từ quyến rũ đến nhẹ nhàng, thanh thoát như áo dài. Hương Giang là một trong những người đẹp được quan tâm hàng đầu Vis. Hương Giang luôn biết cách gây thương nhớ cho người hâm mộ mỗi lần lộ diện. Không chỉ được khen ngợi bởi khả năng hoạt ngôn, nhan sắc thăng hạng, Hương Giang còn gây chú ý bởi phong cách ăn mặc ngày càng gợi cảm, nóng bỏng. Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện Hương Giang, luôn khiến công chúng phải mê mẩn bởi hình thể với số đo cực chuẩn, ba vòng hoàn hảo rất gợi cảm và quyến rũ. Không chỉ vậy, Hương Giang còn chứng minh được tài năng của bản thân khi liên tục gặt hái được rất nhiều những thành công trong nghệ thuật, từ ca hát, thời trang cho tới phim ảnh. Sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu chuyển giới, Hương Giang nhiều lần ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng rực rỡ và cuốn hút. Hương Giang quả thật là mỹ nhân chuyển giới có nhan sắc quá xuất sắc trong Vis. Vóc dáng của Hương Giang luôn khiến công chúng phải suýt xoa. Hoài Sa. Từ lâu, Hoài Sa đã được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh thoát và vô cùng gợi cảm. Nếu chỉ tiếp xúc với cô ở ngoài đời, thật khó để nhận ra Hoài Sa là mỹ nhân chuyển giới bởi ngoài gương mặt sắc sảo, nàng hậu còn sở hữu body chuẩn chỉnh, khiến người đối diện muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Hoài Sa sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Hoài Sa được đánh giá là có phong cách thời trang và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trái với vẻ đẹp thanh thoát, Hoài Sa sở hữu body vô cùng gợi cảm. Linh Ly. Thời gian gần đây, hành trình chuyển giới của Linh Ly luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Được biết sau một năm chính thức come out, nữ ca sĩ đã có sự thay đổi đáng kể từ ngoại hình, tính cách đến cách ăn mặc. Không chỉ vậy, mới đây giọng ca tạm biệt nhé còn khiến khán giả phải lụi tim khi thường xuyên khoe cận cảnh vóc dáng trong tà áo dài trắng. Nhìn những khoảnh khắc này, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi Linh Ly vì cô trông ngày càng nữ tính hơn hẳn. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ rằng bản thân đã tăng được hẳn 5kg nên nhìn ra có thịt hơn hẳn hậu chuyển giới. Linh Ly gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu come out. Ở những khoảnh khắc chụp cận cảnh, Linh Ly vẫn không để lộ nhiều khuyết điểm. Dù chỉ diện áo dài trắng đơn giản nhưng vóc dáng mảnh mai của giọng ca tạm biệt nhé, vẫn đủ sức thu hút người đối diện. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.